anh thay là gì? Thôi đi đi, ngồi nữa. Cái chỗ này chắc ai mà còn không bật đèn lên. Tạm biệt đi tí, nhà mình bây giờ sẽ tiếp tục đến xin suối Hồ. Một địa điểm cũng khá là hot nhưng mà ở bên Lai Châu. Lai Châu không? Phong thổ Lai Châu. Ở phong thổ của Lai Châu. Cái bản làng đấy là ngày xưa là nổi tiếng là nghiện. Nghiện ngập rồi. À, cái chỗ đấy đấy ạ? Ờ, bắt án ma túy phải đem cả xe thiết giáp vào ấy. Bây giờ nó sẽ thành bản làng du lịch cộng đồng khá là hay. Chia sẻ một chút với mọi người là đường đi y tí thật sự quá là xấu. Nếu anh em nào có ý định đi thì một là thuê xe người khác lái, hai là xe phải là xe SUV thực thụ hoặc là bán tải thì hãng đi, chứ còn CUV hoặc là CUV thì phải độ như kiểu độ lốp rồi độ các thứ lên cho nó ok thì mới đi, chứ còn COV lốp nguyên bản hoặc là xe sedan thì cũng đi được thôi, nhưng mà xót lắm đấy. Cũng có thể các bạn đến Sapa thuê xe máy, đi xe máy. Trại này to nhiều quá nhỉ. Mày quay cái trại. Đây là trại cá hồi nhá, trại cá hồi Văn Quang, trại cá tầm cá hồi. Đây mọi người cứ bảo là đi Sapa xong ăn cá hồi mấy cá tầm mới cứ bảo là ở Trung Quốc cơ. Nhưng mà đây chạy nếu rất là bạn to. Đi đây, đây bên này này, bên này nữa. Ừ. Đây người ta nuôi những trang trại cá như này này. Rất là đấy, to. Rất là to luôn. Nhiều người không biết đi Sapa cứ bảo là cá hồi mấy cá tầm toàn bên Trung Quốc. Với quy mô nuôi như này có khi mình xuất ngược sang Trung Quốc ấy. Nhiều lắm, đây là mình phải quay là một trong những cái trang trại thôi. Úi giời. Cái đang nhìn mình đâu hiếm cực. Vừa nãy cơ, nó có như cái con trâu nhỏ cái đang nhìn kìa đấy. Nhìn nó còn kề cơ. Nhà mình giờ đi ra tranh nước với mấy con trâu kia. Các bạn nào thích đi tranh nước không? Nghe cái suối thích thế. Nhìn nó con trâu nhỏ, nhìn nó buồn cười nhỉ con nhỉ. Này Miu ơi, sao mà Miu ra Miu quay này. Ơi. Hay cái con trâu kia nhìn bố đúng rồi. Con hào tắt ra rồi à? Ừ, đúng. Ừ, con tháo nhưng mà không con làm gì cầm dép đâu. Miu ăn kẹo có su không con? Qua đèo Ô Quý Hồ, vợ mình hôm nay tập đổ đèo chơi, mới bắt đầu tập phát chơi hẳn tứ đại đỉnh đèo luôn, đổ thành công an toàn. Sao con? Bảo là tập đổ đèo thì cũng không phải, bởi vì là tứ đại đỉnh đèo và đường quốc lộ thì là lần đầu vợ mình đổ, nhưng mà đi đường mà đi camping các cung đường biên, đường đèo biên giới ấy, đường biên ấy thì vợ mình đi nhiều rồi. Thì đây hình như đây là đang cách thành phố Lai Châu là bao nhiêu nhỉ, chắc tầm khoảng 25 cây à, đoạn này là 25 cây. Mình cũng không biết đây là đâu đâu. Ở đây mình nhìn trên này là xã Bình Nư mới hèn thầu à. Đó, bây giờ mà lái một mạch lên đến xin suối Hồ thì sẽ chắc là lên đến nơi sẽ khoảng 7:30-8 giờ tối, không biết là có lái được hay không. Sao con? Anh trai thế nào?
Mày dài ơi. Hơi bị say ạ. Bị say xe rồi à? Ôi cái dù nó vẫn thấy kìa. Dù kìa. Đúng rồi, dù ngựa. Huyện Tam Đường. Có vẻ như đây là một trong cái bảy kìa. Đâu? Lên núi gặp xe tàu 30 em. Bên là bác này cũng đi du lịch hay là ấy? Đây là bay xe thứ 7. Đúng rồi. Không biết là bác này đi du lịch hay là mua xe về đây. Đã đến thành phố Lai Châu. À đâu? Kia rồi chứ, thành phố Lai Châu kia rồi. Không có góc để quay. Hai bên này toàn hoa hồng thôi. Cánh đồng hoa hồng bên kia cũng thế. Nhiều thật. Đây là lùng thản nè, hay lùng thản gì đấy. Đang làm đường. Bây giờ là 8 giờ. Nhà mình vừa đến Xin Suối Hồ đây. Tối lắm, không quay được gì. Mình thuê nhà nghỉ thì thật ra mình cũng không đặt sẵn mà đến đây dừng một phát. May quá dừng đúng cái homestay. Cái này là gì nhỉ, mẹ hôm nhỉ? Để mình quay nhé, mình xem là gì nhá. Homestay Báo Lù. Homestay Báo Lù. Đó. Thì mình có thuê phòng ở đây. Tuy nhiên là nhà sàn bằng gỗ nên là không nấu ăn được. Thế là cả nhà mình ra xe muộn rồi cũng không đặt được cơm. Với cả nhà mình ra xe làm lồi lẩu. Rất may là vẫn còn rau Sapa này, thịt bò, xúc xích, làm một lồi lẩu kim chi. Đó. Hứ. Bà đang đi, bà đang quay đúng không? Ừ. Đây bố quay cả con trai bố này. Đây là hôm nọ em con đang ăn gì đấy Miu? Thịt á, thịt bò chấm gì ấy? Nước sốt hào vàng của Bùi Dũng đẹp trai. Ok. Nước sốt gì hả con? Hào vàng của Bùi Dũng đẹp trai. Cái này có cay không con? Cái món này có cái nước sốt này có cay không nhỉ? Không á. Điều này bà đói bà ăn mất cả sáng. Cay 50%. Ăn bữa trưa là lúc mấy giờ nhỉ? Mình ăn trưa thì đúng giờ. À ăn xong thì là 1 giờ. Xong là đi đến Ô Quý Hồ thì làm ít cơm nam chỗ Thác Bạc. Làm ít cơm nam mấy cái ngô. Xong đến 8 giờ tối mới được ăn tiếp. Trên đường được nót dạ gói bim bim. Từ ý tí sang. Lắp 5 tiếng đồng hồ. Được gói bim bim khổ quá. 5 tiếng đồng hồ. Đường đèo. Vừa đèo vừa xấu. Ngủ được mấy phút. Ngủ được gần nửa tiếng rồi dậy. Thế con ngủ được nửa tiếng à? Vậy. Chắc hình như lúc bố dậy, bố dừng xe không, bố đóng cửa nguỳnh nháy là con dậy đúng không nhỉ? Lúc nào đi? Không nhớ lắm. Nó ngủ được có tí thôi. Nghĩ lắm mà cái lúc là đủ lái xe em ấy ạ? Anh cũng không nhớ. Thì chỉ có mỗi lúc đấy mới xuống xe thôi. Lái xe. Mẹ sang mẹ lái mà. Có còn nhớ lúc mẹ lái không? Mẹ sang à? Con bê bắt lên nó lại xuống con người. Trước khi mẹ ông sang mẹ ông má con đã dậy trước khi rồi. Thôi con bê bắt lên mẹ. Cầm cẩn thận, ăn cẩn thận. Buổi sáng ở Xin Suối Hồ. Mình đang ở trong sương. Đó, mọi người có thể thấy con ngựa thồ của nhà mình. Hôm qua đi buổi tối, đường đang làm rất là xấu.
xong là lại chưa quen đường ấy mà quan sát không kỹ, bị tụt dốc một phát rất là hoảng. Đó. Đây là nhà thờ. Mình theo đạo Thiên Chúa, còn ở trên này đa phần người dân là theo đạo Tin Lành. Đó. Đây là homestay mình ở. Đó. Rất là đẹp. Thích lắm. Nhà mình hầu như chuyến đi nào cũng rất chi là may mắn. Đi buổi tối như thế, đến đây là 8 giờ tối mà ở trên núi thì mọi người có thể hình dung ra là nó tối như thế nào. Mình dừng ở đây một phát, dừng một phát lại đúng trước cửa homestay và lại là cái khu trung tâm luôn. Đây là đi lên chợ này. Đó. Và xung quanh đây là lại cổng của một nhà dân nữa. Không, dao giả. Cổng này được trang trí bằng dao. Đấy. Toàn dao thôi. Con lên đây đi. Vừa đi vừa ăn nó đau bụng hả? Không xây lúc nãy chú quay. Đi đây nào. Thì nó về quay. Đây là hôm xây Kinh Ly. Lên trên này à? Rất nhiều địa lan luôn. Cực kỳ nhiều địa lan, toàn những chậu to. Đấy. Đây là địa lan mọi người đang trồng. Vườn địa lan rộng luôn. Sau Tết nên là có nhiều chậu đã được bán rồi đây. Mọi người có thể thấy. Thật sự rất là đẹp khung cảnh ở ở bản này. Như vợ mình nhận xét thì vợ mình bảo bản này giàu nhỉ, bởi vì vợ chồng mình đi cũng đi thôi hai đứa nhanh lên. Ừ, nó cắn nhau kệ nó, đi nhanh đi nào. Đây đây để bố lấy. À, thật sự bản rất là đẹp. Lúc đầu vợ mình còn bảo là bản này giàu thật, vì là vợ chồng nhà mình cũng hay đi nhiều nơi ấy. À, vào các bản thì nếu mà không biết về lịch sử của bản thì có thể thấy rất là giàu nhỉ vợ nhỉ. Nhà cửa rồi có nghĩa là cái họ không chỉ phụ thuộc vào riêng làm nương ấy, mà là còn là phát triển du lịch cộng đồng, rồi trồng cả địa lan. Địa lan nhiều lắm. Mỗi một chậu này mình chưa hỏi giá nhưng mà nhiều thật. Cái này cứ đến Tết là chắc là chuyển xuống dưới xuôi. Xin suối hồ. Con tự rút ra không lấy răng cắn một cái là được. Vinh. Cứ vào từ áo. Cuốn này không chơi cuốn này à? Này này, đây nhìn này. Ấy. Ấy, chơi chưa? Ui, trượt rồi. Ui, trượt. Ném vào đấy mà. À, đánh vào đấy à? Siêu quá. Ấy, con thấy siêu. Ừ. Rồi. Trúng rồi. Còn có hội thi kìa. Giật chí sợ. Ui, đây một chúng.
Chị xấu đến gần. Ngày xưa bọn anh chỉ biết bổ ai thôi, nhưng mà ngày xưa chơi ở dưới xuôi này có cái đinh ở cái đầu ấy, bổ toát cụ ra cơ. Ngày xưa đéo cụ mờ tay ấy. Nhưng mà lớn hơn Vinh tí là không chơi cụ nữa rồi. Ngày xưa chơi cụ ác là đội nhà anh Công ấy, mấy bác Triệu ấy. Đấy, đội đấy chơi cụ kinh cực. Ui dồi, trúng luôn. Đi, nhà mình đi tiếp đi. Nhà mình đang đi lên tổ chim, nên thác sân bóng bạch mộc nương tử. Ở đây hay nhỉ, cổng ở đây làm rất hay nhỉ? Nhà tổ chim. Hay là đi lên nhà tổ chim. Cái mũi tên em. Cái nhà thì đi vào đây rồi này, nhưng mà cái này nó hơi vác bên kia kìa. Dơ Dua Homestay. Đây đây, map đây. Đấy. Ở trên góc trên ấy. Nhà tổ chim đây. Nhà chim đi vào rồi đi ra sẽ đi lối này à? Vâng. Đấy. Ok chưa? Miu ơi đi kìa con kìa. Đào. À, nhìn như này thì họ có chặt đấy, có chặt bán đấy. Ở ngoài là những cây ấy thôi, nhưng lúc ở đoạn dưới kia anh nhìn thì có. Này, với nhìn lấy nước kìa, bị tắc mất rồi. Thế mọi người hay lấy nước như kiểu về nhà mình dùng ấy, bằng những cái máng tre này này, nhưng bị tắc mất rồi, lá cây hay chặn mất. Như này là họ phải nên họ khơi cái đấy ra rồi chảy về nhà. Ừ. Bây giờ toàn dùng ống nước rồi. Ừ. Hình như cái bác Everest này tối qua mới đến đây giống mình. Lúc mình đang ăn đấy. Có lên nhà tổ chim không mẹ hôm? Đi đi lên tham quan đi. Không đi đâu. Không đi đâu á? Thôi. Đi. Đây, rồi ngu. Ở đây cùng với mẹ. Ồ, chỗ này mới là đẹp nhất này nhỉ. Nhà tổ chim đây. Có hai ở đây. Ừ. Có hai kìa. Đây là nhà tổ chim à? Có phải không? Tại ở đây nó không có biển biết các thứ rõ lắm nên là cũng. À đâu, nhiều lắm mẹ hôm ạ. Đúng rồi, đây xây nhiều nhà tổ chim ấp đây này. Đây nữa này. Tổ chim đại bàng. Ừ, đây tổ chim đại bàng ngay đúng không? Thử lên nhà lên thử một cái nhá. Sao có người được? Đây là tham quan mà. Ông tưởng ở được. Nó không bình nước, nước dẫn nước lên kìa. Làm nước xuống cho hố dẫn anh lên. Không có như thế sao có lên được nữa. Quay mồ bò. Anh Minh thử lên xem có phải là ấy không? Ở không? Con cứ lên đi. Không có cửa vào à? Khóa khóa cửa rồi à? Ừ, khóa cửa rồi thôi. Đi chỗ khác. Mẹ mẹ ấm chưa? Hả? Ừ. Mẹ ấm chưa? Ờ, từng gian như này chắc là người ở nhỉ? Thu gió mà. Kíp bao gì nhé? Không biết. Đây. Thôi con đi đi, con đi qua đi, con cứ tập trung con đi qua đi rồi xem. Muốn nhìn cái cây gỗ này nghe chừng nó cũng có vẻ. À gỗ, à đâu mọt rồi. Nhà mình đã đến thác tình yêu. Nhiều lắm rồi. À đây có chỗ nghỉ chân này. Đi được không? Dạ. Như này. Sao đi được bác ạ?
Rồi, thanh niên. Hả, bác bé. Thác tình yêu. Đây mình để đồ đây. Con gì bị mắc kẹt này? Đi này. Mùa này thì rất là mệt thôi, rất nhiều nước là nước mùa vào mùa mưa đấy. Đấy, con đi cẩn thận, con đi cẩn thận. Đây, bố đây. Cái nhà này đi từ Y Tý sang à? Nhà cháu đi từ Xéo Mỹ Tỷ, xong đi Y Tý, xong sang đây. Hai đứa này cũng đi giỏi nhỉ? Y Tý thì đi về, đi qua đường Ô Quý Hồ ạ. Vâng, đi qua Sapa ạ. Đẹp cực, ok. Nhà mình lại đến một con thác nữa. Trên map thì đây sẽ là thác Trái Tim. Đây bố lên đây. Đi đường Ô Quý Hồ ấy. À vâng. Thế mẹ hôm nhớ nhá, tí mình về mình sơn map mình rẽ mà. Thế cái đấy là hình như bên Sìn Hồ đúng không cơ? Tam đường. Tam đường. Dạ. Tại đây. À vâng, đây mẹ hôm ơi. Đẹp chưa? Khủng khiếp này mà. Vâng. Vĩ lắm, 120m. Dạ vâng. Nhà nó có bậc lên tận nơi. Vâng, thấy chưa chưa bọn này. Đây. Cần đi dẫn được về dân địa phương cho nên cô. Dạ vâng. Bảo dắt đi cho xem. Là bên phí này. Đây thác Trái Tim, hình Trái Tim như này không nhỉ? Mình đang ở thác Trái Tim. Hai đứa nhà mình thì nghiện nước rồi. Nhiệt độ bây giờ đang rơi vào khoảng, nếu mình không nhầm thì sẽ để mình check lại xem nào. Rơi vào khoảng 8 độ C. Hai anh em đang ngồi sắn quần sắn áo lên nghịch nước. Là mùa hè thì mình sẽ cho hai đứa ướt quần áo đấy, nhưng mà mùa đông nên là chỉ ướt tay ướt chân được thôi. Bác dẫn đường, bác bảo ở dưới này có cá ấy, trong những cái hốc này đấy, con thò tay con bắt được không?
Lạnh chưa? Bố thấy hình như ướt tay áo rồi đúng không? Con sắn cao lên. Kệ đó. Bao giờ môi thâm thì lên. Môi bố nhìn thấy hơi thâm thâm rồi, thâm tí lưỡi lên. Lạnh nhé, con lạnh không chịu được. Thế nó thâm.